Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin bảo trợ trên IBC TV và sau đây xin được trở lại với phần tin chi tiết của Á Châu. Mở đầu với bản tin là nhiều người dân Trung Quốc đã chán nản với chiến lược không Covid quá khắc nghiệt của chính phủ. Người dùng mạng Trung Quốc đưa ra quan điểm trái chiều về chiến lược không Covid của nước này đang duy trì khi mà các ca nhiễm đã tăng kỷ lục ở Thượng Hải. Hơn 2 năm qua, các thành phố của khắp Trung Quốc đã áp dụng biện pháp phong tỏa rồi xét nghiệm rồi hàng loạt rồi quy định phòng dịch nghiêm ngặt và cấm cửa luôn cả các biên giới để duy trì chiến lược không Covid. Tuy nhiên, khi biến chủng Omicron đã xuất hiện tại Trung Quốc thì đã nhanh chóng với gần 23.000 ca nhiễm mới được báo cáo hôm 7 tháng 4 và hệ thống y tế của Trung Quốc đang phải chịu áp lực nặng nề với các lệnh phong tỏa là nên phổ biến đóng cửa hay là không. Trong hơn 2 tuần lễ qua, tranh luận về chiến lược không Covid trở nên gay gắt hơn khi mà Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc với hơn 25 triệu dân, áp lệnh phong tỏa từng phần, rồi đến toàn phần, vậy vẫn không giải quyết được các ca nhiễm tại thành phố đang tăng kỷ lục trong 6 ngày qua, với gần 20.000 ca được ghi nhận vào ngày 6 tháng 4. Và Nhật Bản đã cấm nhập cảnh than của Nga, trục xuất 8 nhà ngoại giao của Nga. Thưa quý vị, tin tức cho biết là Nhật Bản hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 4 đã nói rằng họ sẽ cấm nhập cảnh than của Nga. Và đây là sự leo thang về sự trừng phạt, bao gồm cả việc trục xuất 8 nhà ngoại giao của Nga là một số những hành động mạnh mẽ nhất của Nhật Bản nhằm phản đối những hành động của Nga bị Tokyo gọi là tàn ác đối với dân thường ở Ukraine. Nhật Bản đã cùng ra tay với Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Liên hiệp của Âu Châu. Trong đó tuần này, các nước đã công bố các lệnh trừng phạt sâu rộng như cấm nhập cảnh than và phong tỏa tài sản của các ngân hàng và cá nhân, bao gồm cả các con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga đã nhiều lần vi phạm luật về nhân đạo quốc tế khi giết hại dân thường và tấn công các nhà máy điện nguyên tử. Đây là những tội ác chiến tranh không thể tha thứ. Thủ tướng của Nhật Bản Fumio Kishida đã phát biểu tại một cuộc họp báo với các biện pháp quyết đoán chống lại Nga và sự trợ giúp đáp ứng nhu cầu của người dân Ukraine. Chúng tôi sẽ khẳng định cho rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ chấp nhận sự tàn ác của Nga và Nhật Bản sẽ sát cánh cùng Ukraine, vẫn lời của Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố. Quay sang với nước láng giềng là Bắc Hàn thì một bản tin cập nhật vừa cho biết là chính phủ của Bắc Hàn sẽ phá dỡ khách sạn nổi của Nam Hàn. Bình Nhưỡng đang phá dỡ khách sạn nổi Hung Gung Gang do Nam Hàn sở hữu tại khu nghỉ dưỡng Cung Gang, vốn được coi là biểu tượng quan hệ liên triều. Bộ Thống nhất của Nam Hàn MOU là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên triều hôm qua đã cho biết là hoạt động phá dỡ đơn phương đang được Bắc Hàn tiến hành với khách sạn nổi Hung Gung Gang neo đậu tại vùng biển thuộc khu nghỉ dưỡng Kem Gang. Khu nghỉ dưỡng Cung Gang được coi là biểu tượng cho quan hệ hai miền. Vào những năm 1990 thì Nam Hàn đã xây dựng hàng chục cơ sở tại núi Công Gang của Bắc Hàn và kéo khách sạn nổi Hung Gung Gang tới đây để phục vụ du lịch trong bối cảnh hoạt động giao lưu liên triều nổi ra vào lúc đó. Và tin tức từ Việt Nam đã cho biết một bà Việt Nam ngồi xe hơi tông trạm kiểm soát ở Singapore đã bị bắt. Một chiếc xe hơi chở hai người đàn ông và một người phụ nữ đã lao vào làn đường dành cho xe gắn máy ở trạm kiểm soát Tuas ở Singapore hôm thứ Sáu, tức là ngày 8 tháng 4, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Ba người này gồm tài xế quốc tịch Tân Java, lái chiếc xe sedan màu đen chở người đàn ông Trung Quốc cùng 10 người phụ nữ Việt Nam, cho biết đã cố tình lao xe vượt trạm kiểm soát Tuas vào ngày 8 tháng 4 để chạy thoát khỏi vụ rượt đuổi của xe cảnh sát ở phía sau. Tuy nhiên, người tài xế đã để chiếc xe lao vào con đường dành cho xe gắn máy, cuối cùng thì bị bắt. Ông Khai đã khởi hành tại complex Sultan Abu Bakar của Malaysia để hướng đến Singapore thì bị xe cảnh sát rượt đuổi phía sau. Ông này tăng tốc độ bỏ chạy và không may đâm vào trạm kiểm soát của Tân Java, thú nhận đã mang sổ thông hành giả và sử dụng ma túy. Cú đâm mạnh làm người phụ nữ Việt Nam bị thương nhẹ. Người sử dụng sổ thông hành giả có thể bị phạt khoảng 10.000 Tân Java hoặc là bị kết án 10 năm tù giam. Quay sang với Nhật Bản, thì quốc gia này vừa cập nhật cho biết đã bắt một người đàn ông cướp của, giết người và người phụ nữ đó là người Việt Nam. Cảnh sát Nhật Bản vào ngày 6 tháng 4 đã bắt ông Yamaguchi Toshiya,
59 tuổi, là nghi can đã giết chết một phụ nữ Việt Nam tên là Võ Thị Lệ Quyên, 31 tuổi, là một nhân viên làm việc tại một cửa hàng bán cơm hộp ở tầng 1 của tòa chung cư tọa lạc tại quận Yodogawa, Osaka. Ông Yamaguchi khai là đang bị thất nghiệp, đã tìm cách dụ người phụ nữ lên phòng của y ở tầng 2 tòa nhà để hỏi vay tiền. Khi bị từ chối, thì hắn ta đã giết người đàn bà này, sau đó lục lấy chiếc ví đựng tiền của nạn nhân. Nội vụ chỉ vỡ lỡ khi mà chủ nhân cửa hàng bán cơm hộp ở tầng 1 của tòa nhà chứng cứ tọa lạc tại quận Yodogawa của thành phố Osaka, nơi mà bà Quyên làm việc, thông báo với cảnh sát việc bà bị mất tích. Bà Quyên đã học tiếng Nhật tại Việt Nam và theo chồng đến Nhật, sinh sống khoảng 5 năm rưỡi qua. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, Xuân Công Viên, Tiền Định và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tử vi cuối tuần. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình ABC để biết thêm chi tiết.